Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhưubo.com hoặc gọi hotline 037-502-8888. Tôi, Hưubo, xin chào lỗi cho mấy anh em. Tôi vẫn tiến chào cho anh em. Tôi vẫn chào cho anh em. Tôi trưởng bé chào năm cho anh em. Tôi đã chào chào lỗi cho anh em. Ok các bạn ạ. Hôm nay thì anh em mình hiện tại là trên tay là đang có hai con vịt nha các bạn nha. Bọn này nó chán ăn đồ biển, đồ sông, đồ núi rồi. Xong rồi chán đồ ăn vặt rồi. Bây giờ hôm nay là chuyển sang đồ gia cầm một xíu nha các bạn nha. Thì đây ấy, là mình có chuẩn bị hai con vịt rất là to này các bạn này. Đó, ui giời ơi, vịt tươi rồi rói, rất đẹp luôn. Hiện tại còn có cả tiết nữa. Nhưng mà anh em có muốn gọi là làm tí tiết canh hay không thôi? Đi đi, trời, trời hơi... Nhưng mà hôm nay là anh không đánh đâu, cho bọn mày đi mà đánh. Nếu mà có như nào thì kệ bọn mày nhá. Sao đánh được? Đặc thì ăn miền Bắc mà loảng thì ăn miền Nam cứ giỏi. Mình hôm nay mình sẽ hứa mình sẽ không động chạm, mình sẽ không làm gì liên quan đến tiết canh cả, để xem bọn nó đánh như thế nào nhá các bạn nhá. Thì không, mang đi hấp. Không à. Nó bảo là không đông thì mang đi hấp, thế thì mang đi luộc tiết canh hay hấp tiết canh luôn cho nhanh ấy. Chứ nếu mà gọi là đánh tiết canh mà không đông thì gọi luôn là canh tiết đi, chứ còn gọi gì là tiết canh nữa. Thì đó, thì như mọi người thấy ấy, là hiện tại là anh em có mua hai con vịt này cho năm anh em mình ăn các bạn ạ. Thì anh em mình ấy, vịt này ấy, là anh em mình sẽ gọi là đem về này, anh em mình gọi là luộc sơ qua, xong rồi anh em mình khứa nó ra, xong rồi anh em mình tẩm ướp cay lên, gọi là nhiều gia vị lên, xong rồi anh em mình sẽ cho lên để nướng nha các bạn nha. Xong rồi anh em mình mới thưởng thức. Nói chung là đây là món vịt nướng, nhưng mà anh em mình sẽ phải luộc qua và khứa, chứ nếu mà bây giờ khứa luôn thì cái vị nướng ấy thì nó sẽ kiểu như là những cái món vịt nướng khác, nhưng mà anh em mình sẽ luộc sau rồi anh em mình mới khứa và nướng, thì là kiểu chỉ nướng qua để cho nó thơm cái phần da bên ngoài này, đúng rồi. Xong còn cái thịt ở bên trong của nó vẫn kiểu ngọt ngọt, kiểu như là vịt luộc ấy, không, vịt luộc với cả bên ngoài thì kết hợp nướng thì chung quy lại ấy. Thì nếu mà mọi người nhìn vỏ thì nó sẽ là món vịt nướng nha các bạn nha. Đó, thì hai con vịt đây rồi. Thì tiết canh là do bọn này nó làm, bọn nó thích làm nguyên liệu hay là bổ ấy gì thì bọn nó làm. Còn vịt thì bây giờ là bọn này sẽ mang về luộc, còn làm nguyên liệu để bọn nó làm tiết canh thì là việc của bọn nó nha các bạn nha. Để tí xem bọn nó đánh tiết canh thành công hay không. Còn vịt thì chắc chắn là mình nghĩ là thành công rồi. Bây giờ thì sẽ không nói nhiều nữa, anh em mình sẽ đem vịt về, anh em mình luộc luôn. Anh em nào mà có xem được clip này của anh em mình mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều, ủng hộ anh em nhá. Vịt thì anh em đã gọi là luộc sơ qua xong rồi đây nha các bạn nhá. Nhìn căng bóng bẩy, căng rất là ngon luôn nha các bạn nhá. Bây giờ thì Mạnh nó sẽ khứa vịt ra các bạn ạ. Bên này thì bọn Tiến này, bọn nó đánh một đĩa to bổi này các bạn này. Không biết là cái này như là mình thấy bọn nó băm khạch khạch từ cái cổ của con vịt ra với cả cái mè những thứ hay sao các bạn ạ. Thằng nào hôm nay băm bổi đây? Em. Em mà em cho những cái gì đấy? Thì, cái gì còn kia có mỗi mình vịt thì thôi mình lấy cổ với nội tạng một tí là mè với ít gan thế thôi. Còn cái gì thiếu là băm đấy. Đấy, bây giờ nó đang pha để đánh tiết canh nha các bạn nha. Đây, thì vịt ấy thì gọi là anh em mình sẽ khứa nó ra các bạn ạ. Em khứa thẳng con dao lên, khứa mạnh mau. Đấy. Em cứ khứa thẳng con dao lên, khứa mạnh mau, khứa sâu. Sâu luôn này. Ừ. Để cho nó ngấm gia vị nữa. Sâu. Đấy, thế này xong rồi anh em mình sẽ ướp thì nó sẽ ngấm gia vị những thứ nha các bạn nha. Đấy. Đấy. Ủa thì này ướp thì nó ngấm vào thì hết nước chấm luôn các bạn ạ. Đây à, tôi quay xem cái này nhỉ. À đây đây, xem. Này đông hay không đông à, thắng bại tại kỹ năng này. Bình thường yên tâm. Công thức này cụ tổ truyền lại rồi. Bình thường cái gì nhờ, cái tiết này bọn nó gọi là bình thường là kiểu nếu mà anh em mà đánh ấy thì sẽ đánh để cho nó lối bong bóng lên, nhưng mà bọn này là nó đánh nó không cần lối bong bóng các bạn ạ, nó trộn nó không lối bong bóng nha các bạn nha. Đấy, cứ thế nó trộn là nó đánh luôn để xem là tí có đông hay không các bạn ạ. Đấy, để là cái gọi là úi rồi mình thấy loang quãng nước này, không biết là thế nào đây. Công thức cụ tổ mách bảo rồi. Thôi thôi thế thôi em ạ, không tí lại không đông đấy. Để xem là bọn này nó làm gì tiếp theo nha các bạn nha. 100% đi ăn tích kinh loạn nha. Hấp. Có gì cái sao đôi chè đôi đoán 100% rồi. 100% rồi, biết nhìn cách đánh tao biết rồi. Người ta đánh là xịn đấy nị. Xịn. Chưa không có cây được rồi. Lấy gì cái
ý là kê để cho thăng bằng đấy các bạn ạ. Đấy. Em phải viết cái giấy cấm vào là cấm thằng nào động chạm đến đây không lóc chân đấy. Thế là hơi chỗ ấy. Chỗ không có cái kê đâu. Tốt nhất là bê ra chỗ khác, không ở đây chúng nó va vào lòng chân chết. À, đấy, nó đi tìm chỗ thăng bằng rồi. Mình thấy nó còn không thèm dí cái gì xuống rồi các bạn ạ. Đó, đây. Em đổ cái nước này đi ạ. Mấy anh em đổ cái nước này đi. Xong thì để cho vào để ướp. Đấy, đấy như mình đã khứa xong vịt đấy các bạn này. Khứa sâu tầm thẳm như này nha các bạn nhá. Đó, đây. Nó đi. Khứa sâu tầm thẳm như này. Đấy, nào bây giờ sẽ cho gia vị những thứ lên để ướp nào. Đây. Đây như mình sẽ cho gọi là ớt này. Tỏi này. Hành tím này. Em cho ít dầu hào trước đi. Em cứ đổ dầu hào vào hai con đi. Đấy để cho mạnh xoa à. Các thứ đi. Đấy xoa đi. Này, than thì đã cháy rồi. Đấy. Cho thơm. Xoa đều luôn đấy. Miết miết vào các cái khe nữa. Đấy. Để nữa này con này. Cái này xong là tí nữa là cháu để cho nó ngấm ngấm một tí. Xong là anh em sẽ xiên vào thì anh em đi nướng luôn. Đây là than đã cháy rồi nha các bạn nha. Thì đợi nó ngấm ngấm xong rồi anh em mình xiên vào tre để anh em mình cho lên để nướng hai con vịt này nha các bạn nha. Vịt thì anh em mình đã ướp và xiên tre xong rồi các bạn ạ. 15-20 phút là cũng đủ ngấm rồi. Bởi vì cái đĩa tiết canh của bọn nó còn ngấm rồi này các bạn này. Đó, đây các bạn này. Lắc rồi con này. Đấy. Đấy thì bọn nó đang cho thêm hạt tiêu để bắt đầu chén rồi các bạn ạ. Bọn này ít tuổi mà cũng đánh được tiết canh rồi đấy các bạn ạ. Đủ tuổi để lấy vợ rồi. Thì hai con vịt này bây giờ thì anh em sẽ cho lên để nướng nha các bạn nha. Nào em cho vào để nướng đi. Thì anh em mình sẽ nướng đến khi nó màu da nó xém xém là anh em mình sẽ đi thưởng thức được nha các bạn nha. Đấy cứ nướng đi em nhá. Thì bên này là mấy thằng này chắc là sẽ bắt tay vào để thưởng thức cái món tiết canh này luôn đi nhỉ. Chén luôn. Đấy. Ui giời ơi. Ôi, ui giời đông này con này. Đông rồi. Đấy. Đấy. Nó gọi là đẳng cấp luôn. À, đẳng cấp luôn à? Cấp nhà. Mọi người nhá. Mọi người nhá. Ôi mát rồi. Các bạn nha. Ê. Đến lượt em, còn em nữa anh. Thiếu mất phần rồi em. Mày cứ lướng đi. Ở đây bỏ anh á, bỏ anh. Có miếng anh ạ. À, đi rồi em, bỏ anh nữa. Đây là phục vụ thằng quay nha các bạn nha. Bọn nó ăn xong thì mày mà không hô là anh quên đấy. Đấy, nào. Anh em à, tình anh em thấy có chắc bền lâu. Ngon không? Ngon lắm em. Đấy, ngồi nướng nha các bạn nha. Thì đợi vịt này, bọn em ăn tiết canh này. Xong đợi gọi là vịt nó đổi màu xong lại thì mình sẽ đi thưởng thức món vịt nướng này nha các bạn nha. Anh em đã thưởng thức tiết canh và gọi là nướng vịt chín rồi các bạn ạ. Bây giờ thì đến cái màn anh em mình thưởng thức hai con vịt này nha các bạn nha. À, thì vịt đấy là anh em đã khứa ra này các bạn này. Đấy, bây giờ anh em sẽ cắt theo kiểu gọi là bài bản nha các bạn nha. Đó. Giữ cho anh. Thấy chưa? Đấy, xong bóc. Em bóc thử mà. Dí tay sát vào cái... Đấy, em bóc đi. Bên đi anh sợ chưa cắt mà nhỉ? Đây.
Ui giời ơi, đã luộc qua rồi còn nướng rồi, thịt nó còn hồng hồng này các bạn này. Cho đoạn này nó là cái thứ đấy thì đấy em dùng dao. Đấy. Ui giời. Ui giời ơi miếng thịt này. Ui. À, cho Huy. Nào, Huy thử hôm nào đó, bát nước chấm này. Đây là bát nước chấm nha các bạn nha. Có sợ cay không? Có sợ cay không? Để chấm ít thôi, chấm ít thôi. Đấy. Nào, trải nghiệm thử hôm nào. Mình mời tất cả mọi người nhé. Ui giời. Răng hơi yếu. Ôi, đây là kiểu thịt vịt nó hơi bị gọi là dai nha các bạn nhá. Đây miếng thịt nó kiểu nó chỉ hồng hồng một xíu như này nha các bạn nhá. Không phải là sống đâu. Mời bạn nhá. Ừ. Chấm này các bạn ạ. Ui giời, cũng ngọt thì để báo. Ngọt. Mùi ngon không? Nướng ngon. À, mình sẽ thử nha. Gỏi nước chấm này ngon đấy ạ. Mời bạn nhá. Thịt vịt này. Ui, thịt ngọt đấy. Ngọt. Chín tới. Đây các bạn này, miếng thịt của anh em này. Đấy. Xin mời mọi người nhá. Ngon nhất đấy. Xem nó giật cái miếng thịt mà. Thì ngọt thật. Trời nghe anh nghe kia, thịt rất ngọt nha. Đây, hai mặt luôn. Nó vẫn giữ nước vậy nhỉ. Ui giời, thịt vịt mà chấm xì dầu thì thôi. Mọi người á. Em biết đây xì dầu gì không? Đây ngoài xì dầu. Đây là gọi là cái gì nhỉ? Nước tàu khựa. Nước gọi là nước mắm kiểu càng ghẹ đấy. Càng ghẹ càng cua đấy. Nước ngọt ngọt mà. Thịt vịt tương giả. Nhưng mà cái nước chấm mới ngon. Nói chung là như kiểu nước chấm cá mắm Maggi ngày xưa ấy. À. Kéo kéo thế. Anh em nào ăn rồi sẽ biết cái nước mắm ấy nó vị nó như là. Chấm ngập ta hồ nha các bạn nhé. Không lo mặn đâu. Cắt đùi cho Huy. Cho Huy cái đùi. Chấm này không lo mặn đâu các bạn. Nó vừa nhỉ. Ăn vừa vừa tới. Ngập luôn. Đối màu luôn đấy thôi. Không, cái nước chấm này ngon lắm. Không hề mặn luôn. Đùi chín rồi. Đùi chín rồi. Chín rồi. Quay rồi. Quay đây cho mọi người xem rồi. Ui giỏi rồi. Sợ Huy không rằng được ấy. Thôi cho Huy cái miếng bụng ấy. Đây chờ đi. Đấy. Em lấy miếng bụng cho Huy đấy. Đấy, ngon luôn này các bạn này. Ui giời ơi, đấy, em ăn mình miếng ấy. Để bạn nha. Ui giời. Chấm vô. Quả đùi vịt này thì tôi chấm chưa? Chưa. Gọi hết nước chấm rồi các bạn ạ. Bé à, phanh nha. Ngọt dai. Cái nước chấm này mà ăn cơm được không? Mấy thằng thấy nước chấm này ngon không? Ngon. Cầm đấy. Nước chấm này mình gọi là săn mãi mới được đấy con ạ. Cái loại này ăn với bữa cơm hàng ngày ngon luôn. Thơm đúng không? Thôi đừng ăn ngậy ngon. Bẻ đi. Cái đùi đấy các bạn này, chấm mà. Phải ngập các bạn. Chấm thơm màu luôn. Đấy em quay. Chuẩn cái màu Trung Quốc. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Cái màu Trung Quốc nhỉ. Ui. Ôi. Ngập mồm. Sướng không? Đây Tiên cắt cho anh một miếng, thử một miếng nhỏ này. Xong còn đâu bọn em ăn đùi đấy. Bọn em xá đùi. Để anh cắt cái ăn cái ốc hương. Bẻ nhé. Mẹ cắt đi. Nào mà. Thôi em cứ làm. Ui, cái miếng thịt. Đây, đây nha, cắt đôi miếng ra cho Huy, không để cho Huy miếng ý luôn. Còn nhiều mà. Còn đấy, cho Huy miếng ý em ơi. Đấy. À, ok rồi. Đấy, còn miếng đây này, đấy, em xé được miếng này ra đây. Thì ngon này. Cắt đi anh cắt. Mỗi tuổi không có da các bạn ạ. Đấy, ui giời ơi, cái miếng. Miếng này mới gọi miếng ngon này. Miếng ngon của con vịt này. Miếng này ngon à? Ăn luôn. Miếng này ngon luôn. Nhường luôn. Đấy, tí mình kết cái miếng da, tí mình làm miếng da nha các bạn nha. Thật sự miếng này nó kiểu, nó như kiểu bắp ấy. Ừ, ngọt thịt luôn, chấm sâu vào mà. Ui giời. Ngon luôn các bạn ạ. Cục vai đúng không? Đây, đoạn nào cũng gọi là thịt ngon luôn. Đấy, ăn giống như bắp ấy, ngon. Nói không hiểu gì luôn. Làm quả tỏi cánh tái gọi nha. Chấm luôn. Đấy, tái ngon. Thế chứ
ăn thế này nó mới ủa cái nước cháo nước chấm chảy 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 nhìn phê ra các bạn nha, miếng nước chấm chảy ra đã muốn ăn. Miếng chấm chảy ra đã muốn ăn. Không mặn đâu các bạn, lấy nó có đủ chết. Không, đây không phải là cái kiểu gọi là xì dầu đâu các bạn ạ. Đây là cái kiểu nước mắm của Trung Quốc mình săn đấy các bạn ạ. Đổi màu còn nâu nâu. Không phải xì dầu của mình ăn này mặn chết. Chờ ngựa à. Ui dồi. Ui nhìn một nó giật mà ngon vãi trưởng luôn các bạn ạ. Đây có miếng lọt lọt này các bạn này. Đây nha các bạn nha. Miếng này nha. Mình sẽ thử miếng này. Nào Mạnh ơi, cho anh mượn chấm vào. Ngập đấy. Ngập nó ngon. Sẽ chấm đây. Đấy, nhìn ngon chưa đây các bạn này. Mình mời tất cả mọi người nha. Cái này cắt cho lo miếng. Ui. Đây, qua con mới đi. Hơi lúc chấm là chấm vịt nó hợp đấy nhỉ. Hợp lý luôn đi. Em để bát được chấm ra. Nói chung là anh em phải hết lạc thì mới vạc đến xương nha các bạn nhỉ. Còn thịt cứ ăn thịt đã. Ủa ôi. Cái gia vị ướp nướng lên thơm ơi là thơm các bạn ạ. Ăn thịt bên trong thì nó kiểu ngọt ngọt. Hay món này mà nhậu thì tuyệt vời luôn. Tại vì ít không biết điền nữa. Ôi dồi. Anh em miết được sông tí nữa. Thôi để miếng khác. Con này chín hơn thì sao ạ? Ừ, con này hơi con khô. Con này ăn mới ngọt vừa. Đây. Con này hơi khô hơn. Thì đây mình đấy em bóc dí tay vào sát là em sẽ bóc được. Giống như là đang lóc thịt đấy con ạ. Lóc thịt vịt người ta cũng làm như vậy. Thứ trước rồi nó có thứ rồi. Nó có thứ chứ. Thứ như của em đấy nó chưa sâu đủ kìa. Nhưng mà sẵn đà rạch ra luôn. Cầm miếng này để anh ấy. Đó. Ok luôn. Đó. Đấy. Băm luôn. Anh thử luôn. Cái miếng ở đoạn trưa nay anh thử đâu. Đây anh thử. Miếng này ngon rồi. Miếng này ngon à? Lại. Ngon. Đây, chấm. Chấm này các bạn này. Vừa lại làm miếng kia ngon quá các bạn ạ. Đây. Ui. Đây nữa rồi. Đây kìa. Ăn đi. Đây là cái lít chấm này chấm thịt vịt cũng ngon. Ngon chưa? Phê vậy. Tí này mới đặt. Vẽ trống luôn các bạn ạ. Ngon. Nhìn cái mặt nào đó nó xịn. Kiểu là nửa nướng, nửa luộc ấy nhỉ. Sao đắng nhờ cốc bia vậy? Sao cốc nước cam? Ông trẻ con thì Huy thì uống nước cam thôi. Ui. Trời ơi, thịt cũng chắc. Bia cho người đợi. Nào, thằng nào xung phong tả cái đúng vị vịt ngày hôm nay em nào. Không, chờ phát biểu là tới giờ là ăn nửa cái ức một cái đùi rồi. Mình tính ra món này là 10 điểm. Ăn phần ngoài 10 điểm có nhưng không? 10 điểm không có nhưng. Nhưng còn, mình còn. Ăn phần ngoài là đấy, 10 điểm không nhưng nhưng sao? Không đang tả gọi là những cái gì ngon nhất con ạ. Ăn cái phần da thì ở bên ngoài có gia vị ướp ăn nó thơm mùi miểu mình nước tan hoa. Ăn phần trong phần thịt bên trong ăn nó ngọt giữ lại cái nước ấy tinh túy cái tinh túy như kiểu giữ lại chất luôn đúng không ngọt. Nói chung là 10 điểm đây là sự kết hợp hoàn hảo nha các bạn nha. Mà anh thấy một cái đặc điểm nữa đó chính là nếu mà anh em ăn vịt quay ở chợ ấy vịt người ta quay những thứ ấy thì cảm giác nó hôi hôi nhưng mà anh mình nướng kiểu này thề mọi người mình ăn 2 miếng rồi không thấy có một tí gì gọi là hôi hôi của vịt nha các bạn nhỉ. Không biết anh em có thấy thế không? Đúng rồi, ăn này mình ướp mà mình nướng những kiểu như này ăn nó không như quán vịt quay. Thật chứ hôi. Quán con vịt quay. Vịt quay nhiều lúc nhìn thấy nó ngon ngon đúng không? Nhưng mà nó thấy hôi. Đúng rồi. Không ngon. Mùi cứ ơi. Hôi. Này Huy. Huy. Ngon nước gì Huy? Cầm gì anh cắt. Nách. Ngon luôn các bạn ạ. Ui giời ơi, ngọt ra ngon vãi trưởng luôn con ạ. Cái vịt ngoài hàng quán ăn nó hơi bị kiểu mùi đặc trưng một tí. Thế mọi người nhá, cái loại này anh em hơi mất công một xíu thôi. Nhưng mà sẽ ngon hơn là ra ngoài tiệm vịt quay mua nha các bạn nhá. Thật sự cái da vịt cực kỳ dày luôn các bạn ạ. Nhưng mà ăn này không mỡ nhá, vì ăn mình nướng cái kiểu lúc nó chảy các bạn ạ. Ăn da vịt không nhỉ. Luộc lên xong bắt đầu kiểu nướng mỡ chảy hết ra. Cực kỳ thơm luôn. Béo thật. Ăn nó ngậy. Ủa, chấm quả nước chấm mày nữa. Trời ơi. Trời, nhìn cái nước chấm ngửa ra nó ngấm vào một thớ thịt vịt. Đói máu luôn nha. Ủa thế này mà mỗi nhầm có lon bia nhỉ. Không như nước mía. Cái nước chấm này không như xì dầu của ta.
Thì dầu ta chấm nó... chấm ngập rồi nhớ luôn mặn. Cái này chấm nó lên màu hơn với cả nó thì hơn màu nó lạ hơn này. Đổi màu luôn này các bạn. Không như cái dầu ta là nó nhanh nhạt màu lắm. À. Ừ, các bạn ăn con. Không vui luôn. Bóc đi đây đầy thịt này. Đây là anh em đang tìm những chỗ thịt để trải nghiệm trước nha các bạn nha. Ra thì thịt con vịt này còn rất là nhiều ấy. Chết rồi. Cho Huy cái đùi. Đấy, Huy làm luôn cái đùi này. Úi giời ơi, đấy. Nào, chấm vào thử xem nào. Đấy. Tôn cả đùi của em luôn. Tôn cả đùi của em á? Tôn cả cái mắt đùi ấy. Ờ. Nhìn nè, nhìn nó cầm nước chấm ngon vãi chưởng luôn các bạn ạ. Đây phần thịt lườn nha các bạn nhá. Như kiểu phần này chắc là ngọt đấy bởi vì nó sâu nhất. Sâu, phần thịt sâu mới gạo như kiểu mà nó có cơ ấy. Ừ, ui cái đùi này các bạn này. Anh làm cái đi. Nói anh làm cái đi. Nãy em vừa làm cái. Giờ cho nó bóc thịt các bạn. Ôi giờ phá đến xương các bạn. Đây. Giời. Dai ngọt. Nhìn sao chê ngon này, úi giời ơi. Còn gì gọi là nước chấm đấy chứ các bạn ạ. Ui à. Ôi. Ui. Ui. Kéo từ răng giá nào nào. Ừ. Ừ, bọn này cứ dọa nó. Tại tay dưới mình mỡ, ngon cơm. Anh em hôm nay thưởng thức bữa vịt này thấy như nào? Ngon này. Ngon. Ngon. Lâu mằn mày được vịt nướng kiểu lạ luôn anh ạ. Vịt này ăn kiểu này lạ. Thì vịt này lạ. Ngon hơn mấy cái loại mà người ta bán quay ở cái chỗ kiểu có cái lò hàng rong nhá. Chắc chắn là sẽ ngon hơn cả đích luôn đấy anh. Đó các bạn ạ. Thì hôm nay ấy, là như mọi người thấy ấy, anh em là đánh chén nhoáng cái là đã hết gọi là hai con vịt rồi. Bây giờ chỉ còn thịt ở những cái phần nhỏ nhỏ này thôi thì là anh em mình chắc là cũng xin phép là dừng clip này ở đây bởi vì những cái thịt nhiều là anh em đã chén hết rồi các bạn ạ. Mọi người đã thấy anh em ăn này, rồi anh em trải nghiệm và cho mọi người biết cái cảm giác khi mà ăn vịt nướng kiểu này nó như thế nào rồi ấy các bạn ạ. Đó thì còn ít thịt ở lưng này thì chắc là anh em sẽ bóc ăn sau bởi vì thời lượng của clip cũng khá là dài rồi. Và thời tiết thì cũng đang hiện tại là cũng tối tối rồi các bạn ạ. Nên là anh em mình xin phép là dừng clip để cho anh em giải tán ai về nhà lấy nha các bạn nhá. Anh em nào mà có xem được clip này của anh em mình thấy hay ấy thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để ủng hộ anh em mình nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.